thời tiết thì hôm nay sẽ trời sẽ gió lại cả nhà, tầm khoảng 10 giờ trưa 10 giờ thôi thì gió lại rất là tỏi luôn. Có lẽ thì đi ngày hôm nay nữa là ngày mai ở nhà thôi, do gió xuống á rất là tỏi lắm. Giờ này thì mình cũng đã lên giờ này cả nhà. Có mấy cái thúng này là những cái thúng bà con mình đi bãi ốc Bạch Tuộc á, đi tập đoàn rất là đông luôn. Phía đây thì cũng có mấy chiếc nữa. Thường thì những cái thúng đi ốc Bạch Tuộc á thì họ sẽ đi tầm khoảng cỡ 10 chiếc nữa cả nhà, đi tập đoàn á, quánh chùm nhum lại luôn. Giờ này thì mấy anh với mấy chú đồ cũng đang chuẩn bị để ăn cơm này cả nhà, cũng còn ngủ cái chỗ ha. Em Dương thì đang tóm cái nhánh neo lại để thả cả nhà, thả neo nhánh á. Khi nào mà muốn chiếc ghe nó trôi đi thì phải nở cái dây đây ra để lại cái nhánh nó lâu, cái mỏ neo lên nên cái neo nó hỏng lên rồi thả đi. Ghe thì vẫn còn đang chạy, chưa tới điểm đâu. Anh Hai Pháp thì cũng đã hạ ga để cho mấy anh em dậy ăn cơm á. Bây giờ Pháp cũng chuẩn bị ăn cơm cùng với mấy anh em thôi. Ghi Pháp thì cũng đã tới điểm lặn rồi cả nhà. Hôm nay cũng là ngày thứ 5 của Pháp đi lặn biển bắt hải sản cùng với mấy anh em rồi. Biển hiện tại là đang gió lại rồi. Khi nào biển êm lại thì Pháp sẽ tranh thủ để làm những video lặn chà cho cô chú anh chị mình xem nha. Có lẽ thì Pháp lặn ngày hôm nay nữa thôi, thì ở nhà vài hôm. Khi nào biển êm lại thì tiếp tục đi. Pháp thì cũng đã đắp đáy xong rồi. Nước hôm nay thì Pháp thấy rất là trong luôn. Một con ốc mỡ nó nằm nè. Ốc mỡ thì nó lủi xuống dưới cát thôi. Chạy tới chỗ này thì Pháp phát hiện ra có một con sò lông và một con sò điệp bay. Tới chỗ này thì Pháp phát hiện có một con sò Thái qua. Có thêm một con sò dương nó nằm chỗ này luôn. Một con sò dương đầu tiên nha. Sò dương rất là to luôn. Hiện tại thì giá sò dương ở quê Pháp dao động cũng tầm khoảng từ 220 cho tới 230 ngàn một ký nha. Chỗ này thì có mấy con sò lông, có một con sò Thái, có thêm một con ốc mỡ nữa nè. Giá ốc mỡ thì ở quê Pháp nó tầm khoảng từ 60 ngàn tới 70 ngàn một ký nha. Nói chung thì hải sản quê Pháp thì không thể nào mà nói giá trước được đâu, vì cũng tùy theo số lượng nhiều hay là ít đó cả nhà. Nên nhiều lúc lặn ít vào thì vô giá nó lên cao, còn lặn nhiều vào thì giá nó sẽ hạ lại. Chỗ này thì Pháp gặp được hai con ốc mỡ luôn, một chỗ luôn á cả nhà. Thì có thêm mấy con sò lông nó nằm nữa nè. Phía trước của Pháp có một con bạch tuộc. Con bạch tuộc này thì nó trốn trong cái quả sò. Và thì ra là có thêm một con ốc mỡ tai heo nữa. Loại ốc mỡ tai heo này thì ăn ngon lắm, luộc mà mềm, đâm nước mắm, đâm muối ớt chanh á, ăn ngon ghê luôn á. Và phía trước của Pháp có một con sò dương này, nó nằm cái mánh bùn non á cả nhà. Mà cái miệng của nó thì nó nhíp nhíp thôi, nên nhìn thấy cũng không có vỏ, chỉ thấy cái mánh bùn non thôi. Chỗ này thì cũng có thêm một con sò dương bi. Sò dương bi thì giá nó dao động từ 80.000 cho tới 90.000 một ký thôi. Pháp đang lần theo để bắt cái con thì ra là con sao biển. Pháp tưởng đâu là con ốc mỡ, đây mới là con ốc mỡ nè. Một con ốc mỡ đá nha. Ốc mỡ đá thì giá của nó cũng cao hơn con ốc mỡ thường, tầm khoảng 10.000 một ký thôi. Chỗ này thì Pháp phát hiện có một con bạch tuộc, nó ở trong cái vỏ sò Thái này. Ui, nó nằm rất là cứng luôn. Có thêm một con ốc mỡ nó bò xuống dưới cát nữa. chạy một chập chắc là lâu luôn Pháp mới là phát hiện ra được một dấu tích của con sò tu hài. Con sò tu hài này thì Pháp cào cào dưới đất á, nên nó đã phục xuống luôn. Một con sò tu hài to nha. Con này thì cũng tầm khoảng 200 gà ram đó. 200 gà ram thì Pháp kiếm cũng được mấy chục ngàn một con đó cả nhà. 5 con thì được 1 kg thôi. Giá của nó hiện tại thì tầm khoảng 270 cho tới 280 nha. Phía trước của Pháp có một con bạch tuộc nè. Bạch tuộc mà nó nằm như vậy thì mình phải chụp cho nó nhanh tay nha, không thì là nó chạy đó. Nó mà bị động là nó phục đi nhanh lắm. Chỗ đây thì hiện tại là đang có sò lông với lại sò điệp bay lai dài á cả nhà. Cái luồng đất cát mịn như thế này thì mau có ốc mỡ nó nằm lắm, nên ốc mỡ thì Pháp bắt cũng hơi nhiều đó. Chỗ này thì cũng có thêm một con sò điệp bay. Một con ốc này. Ốc này thì với Pháp gọi là con ốc muỗng. Loại này thì ăn cũng bao ngon nha. Thêm một con sò điệp bay nó nằm trên mặt đất luôn. Có một con sò lông nó nằm này. Đây một con nữa luôn nè. Một con ốc mỡ đá. Thêm một con ốc mỡ nữa nè. Chạy tới chỗ này thì Pháp phát hiện có một con ốc mỡ. Wow, kế bên là một con sò dương đó cả nhà. Con ốc mỡ này nó thính thiệt. Pháp mà không bắt con sò dương này coi như là con sò dương nó làm mồi cho con ốc mỡ luôn rồi. Pháp chắc là may mắn luôn. Con ốc mỡ nó rất lợi hại lắm. Cái nhớt của nó thì tiết da. Sò mấy anh em Pháp mà bỏ ở trên, bỏ chung với ốc mỡ thì cái nhớt nó tiết da, nó sẽ làm cho những con sò chết nha, nên bỏ riêng không thôi. Ồ, một con bạch tuộc nó nằm nè. Nó đưa hai con mắt lên. Pháp phát hiện ra có một con sò điệp bay nó nằm. Một dấu tích của con sò thái. Sò thái thì với Pháp gọi là con sò meca, có nơi gọi là con sò nước hoặc là con sò sữa cả nhà. Chỗ đây thì có mấy con sò lông và một con ốc mỡ nữa luôn. Sò thái thì giá của nó cũng tầm khoảng 10.000 cho tới mười mấy ngàn 1 kg thôi, có khi nó hạ xuống còn 5.000 thôi cả nhà. Chỗ đây thì có mấy con sò lông gai gai. Sò lông như thế này thì hiện tại ở quê Pháp thì thương lái mua cũng tầm khoảng mười mấy ngàn 1 kg cho tới 20.000. Chỗ này thì Pháp phát hiện ra một con ốc này. Ốc này thì ở quê Pháp á, gọi là con ốc khới. Không biết thì ở quê của chú anh chị mình gọi con ốc này là con ốc gì ha. Chứ ở quê Pháp là gọi là con ốc khới đó. Tới chỗ này thì Pháp phát hiện ra một con sò dương. Ồ, cái màu sắc của nó Pháp nhìn thấy rất là đẹp luôn. Một màu vàng óng ánh luôn á. Sò dương này thì với Pháp gọi là con sò dương đực. Kích cỡ của nó nhiêu đây thôi, nó không có to lớn đâu. Thêm một con sò điệp bay nó nằm ở dưới cát này. Phía của Pháp thì cũng có thêm được một con sò dương và mấy con sò lông luôn nè. Sò dương này thì size của nó 5 con được 1 kg thôi. Size mà to nhất thì tầm khoảng 3-4 con nha. 5 con và 1 kg thì nó cũng đã to rồi. Có size thì tầm khoảng 7-8 con. Nhưng mà cũng một giá tiền thôi cả nhà. đã phát hiện ra chỗ này thì dấu tích của con ốc mỡ rất là nhiều luôn. Chỗ này thì nó gu lên một cục luôn, được 3 con ốc mỡ luôn cả nhà. Nó đang ăn cái con sò thái đi, sò thái nhỏ quá thì Pháp để lại. Pháp có lần theo để bắt con ốc mỡ nó đang lủi cát á. Ốc mỡ thường thì nó hay lủi cát lắm. Chỗ này thì Pháp đang lần theo nữa nè. Đó, thêm một con sò điệp bay và một con ốc mỡ đá. Sò dương bi. Sò dương bi này thì khi nó lớn lên nó sẽ thành con sò dương to nha, nên thương lái mua giá cũng cao á, mấy anh em Pháp cũng bắt luôn thôi. Có 2 con ốc mỡ nữa luôn, thêm mấy con sò lông này. Chỗ này thì Pháp bắt một bụm sò lông luôn á cả nhà. Hiện tại là sò lông đang có lai dai á. Con bạch tuộc nó lủi xuống dưới cát nè. Bạch tuộc thì quê Pháp chỉ có mấy loại thôi, bạch tuộc nhớt hoặc là bạch tuộc đất và bạch tuộc hai da. Có con sò điệp bay và con sò lông. Chỗ này thì Pháp phát hiện ra thêm một con sò dương nữa luôn. Có một con ốc mỡ nữa nè với con sò lông nè. Và một con bạch tuộc nó đang nổi lên trên mặt đất nè. Cũng may thì Pháp nhanh tay chụp được, không thì nó đã bị động, nó chạy á cả nhà. Một con bạch tuộc nhỏ nhỏ xinh xinh nè, con này nhỏ thì Pháp không bắt nha. Có một con sò điệp bay. Chờ cái luồng bụi nó đi qua, Pháp chỉ cái mánh sò dương nè. Đó, Pháp chạy xuôi á, nên bụi nó đi theo quá nên nó phức cái mánh hết. Chỗ này thì đang có sò lông, cũng có lai dai với lại có ốc mỡ nữa. Đây này cô chú anh chị, một cái mánh sò dương chắc là giỏ luôn nè. Đó, đây là cái miệng của nó. Với lại bên xung quanh nó thì làm một cái dấu tích là bùn non á, nên mánh này là nó nổi lên nửa con, nhìn rất là dễ thấy luôn. Chạy tới chỗ này thì Pháp mới phát hiện ra một con sò tu hài nữa. Con sò tu hài này nó thuộc rất là nhẹ luôn. Giờ Pháp phải quạt da để bắt nó thôi. Pháp ra ký hiệu là con sò tu hài rất là to nha. 2 con thì cũng được 400g rồi, hơn cũng gần hơn 100.000 rồi đó, 100.000 rồi đó. Có một con bạch tuộc nữa nè, bạch tuộc rất là to luôn. Bạch tuộc thì đa số Pháp bắt về để ăn thôi, tại vì 1kg của nó rất là nhiều con, tầm khoảng trên mười mấy con nha. Chỗ này cũng có con ốc mỡ nữa. Một dấu tích của con sò dương nữa nè. Con sò dương này thì nó nằm mánh bùn non á cả nhà. Hiện tại thì Pháp đang gặp một cái sọt đá của gốc trà nè. Pháp thấy thì nhìn xung quanh không có cái gốc trà đâu cả, chỉ thấy cái sọt đá thôi. Sọt đá này nó bị trôi đi nè cả nhà. Thêm một con bạch tuộc nó lủi xuống dưới cát này cả nhà. Nó ở trong 2 cái vỏ sọ. Con bạch tuộc này thì rất là to luôn. Chỗ này thì có một con ốc mỡ. Một con thì nó có đang nằm nè. Ui, Pháp quay cận cảnh cho cô chú anh chị mình xem thì nó đã bị động rồi. Pháp nhìn tầm xa thì thấy nó đã nằm lại và lủi xuống dưới cát. Giờ Pháp chạy tới để bắt nó lên nha, chứ mà nó nằm ở trên thì không bắt nó được đâu. Nó lủi xuống cát như thế này mới bắt được nè. Đó, một con sò điệp bay, có thêm một con ốc mỡ đá. Cái đắc như thế này thì mau có ốc mỡ với lại sò điệp bay lắm. Nhiều khi cũng gặp được ổ ốc hương cả nhà. Cô chú anh chị mình biết đây là cái hang gì không? Đó là cái hang của con cá thòi lòi đó. Mùa này thì sắp tới nước ấm á, cá thòi lòi thì nó đã ôm trứng nó đẻ rồi. Nên đây cũng là cách pháp bắt cá thòi lòi cho cô chú anh chị mình xem nè. Pháp bắt lên để quay xong thả nó lại thôi. Con này thì nó ốm nhách luôn. Tới mùa của nó thì thịt của nó rất là chắc, ăn thì như thịt gà luôn. Hiện tại là Pháp không bắt nha. Chỗ này thì Pháp phát hiện có một dấu tích của con ốc mỡ rất là to. Thì cũng đã đầy một cái vợt sò rồi. Cứ quy trình mà lặn đầy cái vợt sò thì măng sợi dây dời. Ở trên thì mấy em bạn kéo biết á, thì kéo Pháp dời tới sợi dây đá thì cột vào rồi lấy cái vợt khác ra. Đó là quy trình đầy vợt để về lấy vợt khác đi á cả nhà. Pháp cũng xin chia sẻ cho cô chú anh chị mình dễ hiểu luôn. Giờ giật cái sợi dây ở trên ghi cảo lên thôi. Giờ tiếp tục đi bắt sò thôi. Mới chạy ra thì Pháp phát hiện có một con sò tu hài nó nằm mánh rồi. Bắt sò tu hài thì chỉ có quạt như thế này thôi cả nhà, chứ không có bắt bằng cái gì bịch đâu. Một con sò tu hài rất là to luôn nè. Cứ kiếm 5 con là kiếm được 200 mấy chục ngàn. Rồi, chỗ này thì Pháp có phát hiện thêm một con nữa luôn. Không biết là lớn hay nhỏ đây. Nó nằm rất là sâu luôn. Thì ra là sò tu hài loại 2 thôi. Gặp được thêm một con ốc tỏi bông này. Là ốc tỏi bông này á, cô chú anh chị mình ăn á thì hãy lấy cái bao tử của nó ra nha, làm sạch sẽ rồi ăn chứ nó nguy hiểm lắm. Pháp có lần theo để bắt thêm một con ốc mỡ này. Cứ lần theo cái đường của nó bò là bắt được nó thôi. Một con ốc mỡ đá. Chỗ này thì Pháp phát hiện ra có một con ngao hai còi nó đang nằm mánh. Một con ngao hai còi loại 2 á cả nhà. Giá ngao hai còi loại 2 thì cũng trên 100 ngàn một ký. Chỗ này cũng có con ốc mỡ nữa. Một con ốc giấy bông này. Loại ốc giấy bông này thì ăn rất là ngon. Cái thịt của nó hiện tại là ở quê Pháp làm sạch đó. Bán cũng trên 100 ngàn một ký nha. Còn mà để vỏ ốc như vậy thì cũng từ 30 ngàn cho tới 40 ngàn một ký đó. Có khi tới 50 ngàn một ký luôn. Thì Pháp phát hiện thêm một con ốc mỡ rất là to. Chạy ra chỗ này thì Pháp phát hiện thêm một dấu tích của con sò tu hài nữa rồi. Con này thì nằm rất là cứng luôn. Một con sò tu hài size loại 2 nha. Loại 2 thì cũng tầm khoảng 100 mấy chục ngàn một ký thôi. Đang quẹt cái luồng bụi ra để bắt cái con sò dương nè. Một con sò dương to nữa. Một con bạch tuộc nó nằm trong cái vỏ sò nè. Bạch tuộc to á cả nhà. Cứ bắt tầm khoảng 10 con về mà hấp gừng ăn chắc là ngon. Chạy tới chỗ này thì Pháp phát hiện thêm một con bạch tuộc nó lủi xuống dưới cát. Tới mà mùa bạch tuộc á, đi câu rất là đã lắm. Nhưng mà người dân đặt bẫy ốc rất là nhiều, nên nhiều lúc thả câu cũng không có được hết cả nhà. Tới chỗ này thì Pháp phát hiện thêm một dấu tích của con sò dương nữa luôn. Hôm nay thì có sò dương nè, có sò tu hài nè. Có lai dai như vậy thì bắt cũng mau tiền hết cả nhà. Một dấu tích của con sò tu hài nó nằm này. Nó nằm thì rất là khó thấy lắm. Cái dấu tích này nó nằm bằng mặt đất luôn thôi. Có con thì nó nằm cái hũng. Giờ quẹt ra để bắt nó nha. Con sò tu hài này nằm rất là sâu luôn. Pháp quẹt rất là mạnh tay. Rồi Pháp cũng đã chụp được cái đầu nó rồi. Một con sò tu hài loại 2 nữa. Cứ tưởng đâu loại 1 chứ. Nằm sâu quá cả nhà. Chỗ đây thì có một con sò lông nè. Tay xuống thì quạt nó, Pháp ra ký hiệu thì nó rất là to luôn. Pháp nắm cái đầu nó lên được rồi nè. To lắm, con này to nha. Con này thì cũng tầm khoảng 200 g thôi. Lúc giờ thì Pháp bắt sò tu hài thì con nào to nhất thì tầm khoảng 200 g. 5 con 1 kg thôi. Chứ mà 4 con 1 kg thì chưa có gặp. Chỗ này thì Pháp gặp 2 con ốc muỗng luôn, nó đi cặp á cả nhà. Ra có một dấu tích của con ngao hay còi cồ này. Con này thì tầm khoảng size khoảng 10 con 1 kg đó. Ngao hay cồ thì rất là có giá trị, trên 200 g 1 kg nha. Một con sò Thái này. Pháp thì cũng đã đầy thêm một cái vợ sò nữa. Mới chạy ra thì Pháp phát hiện có một con ốc mỡ, nó có đang ăn cái con sò tu hài này. Con ốc mỡ thì như Pháp đã chia sẻ, nó rất là lợi hại lắm. Bất cứ con sò gì nó có thể ăn được hết, vì cái nhớt của nó rất là độc nha. Pháp phát hiện thêm một dấu tích của con sò tu hài nữa. Giờ Pháp cào cho nó lỏng cái đất á, cái tay kia thì Pháp moi xuống. Con này thì cũng size loại 2 nữa. Một con mực nang bầu này Pháp dùng tay để chụp thử nha. Rồi nếu mà dùng móc thì bắt được, nhưng mà Pháp chụp tay thử. Chạy tới chỗ này thì lại tiếp tục phát hiện thêm một con sò tu hài nữa luôn. Hôm nay sò tu hài loại 2 thì cũng hơi nhiều. Con bạch tuộc rất là to luôn á cả nhà. Nó nằm dưới cát, nó lủi xuống sâu luôn, Pháp phải thọc tay xuống moi lên. Một cái mánh của con sò dương size loại 2 này. Pháp lại phát hiện có một con bạch tuộc nó đang đi này cả nhà. Ui, nó bỏ chạy rồi. Không biết nó có nằm lại hay không đây. Rồi nó đã nằm lại, nhưng mà nó chưa có lủi xuống dưới cát nha. Giờ chạy tới thử xem. Đây đây, nó nằm nè. Rồi nó đã chạy luôn rồi. Thôi bye bye nó thôi. Một con ốc nhung. gặp thêm một con bạch tuộc nữa nè. Gặp thêm một con sò tu hài to nữa, quá là đã luôn nè. Hôm nay thì ít nhất cũng phải kiếm một ký mấy sò tu hài lớn thôi, con này to lắm. Phá phát hiện ra có một con ốc muống. Chạy tới chỗ này thì Pháp phát hiện có một dấu tích con ghẹ, nó đang nằm mánh này. Con ghẹ này thì nó nằm mánh rất là to luôn. Wow, con này to lắm nha. Con này thì ít nhất cũng phải trên 300 gram. Một con hải sản rất là có giá trị. Bắt một con như thế này thì kiếm cũng phải trên 150 ngàn một con đó cả nhà. Quá là đã luôn. Giờ phải dùng cái sợi dây thun để băng nó lại thôi. Băng thì cũng phải cho băng chắc chắn nha cả nhà. Nếu mà bị gãy một cái càng coi như là thành ghẹ loại 3 luôn đó. Lại phát hiện thêm có sò tu hài nó đang nằm nữa rồi. Một con sò tu hài loại 2 nữa luôn. Chỗ này thì cũng có thêm một con nữa. Sò dương bi. Wow, một con cá mó cát nó đang bơi này cả nhà. Ui, nó chạy rất là nhanh luôn. Chắc Pháp không có dựa theo nó được đâu. Đây nè, một dấu tích của con sò tu hài nữa luôn nè. Nó nằm cái mánh bánh bèo cả nhà, không thấy cái vòi nó đâu cả. Do Pháp đi nhiều năm á, quen cái tầm mắt á, nên Pháp thấy được. Sai loại 2 nữa luôn. Thì cũng có thêm một con nữa. Wow, Pháp thêm được một con sò dương nữa luôn nè. Lê Hay thì cũng đã tới giờ lên ghe rồi. Mấy anh em thì đã cột vợt vào sợi dây đá rồi nè. Giờ Pháp cột vợt vào sợi dây đá luôn. Pháp xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã xem video ủng hộ Pháp nha. Giờ đây em Dương với lại em Nhí đang lựa sò ra này cả nhà. Dương lấy con sò ngọt chứ. Pháp lặn gặp sò lông nhiều. Mỗi anh lấy người một bao mấy á cả nhà. Ai thì tầm khoảng 2 phần bao, một bao. Phân loại ra hết rồi Pháp tổng kết lại thành quả của mấy anh em Pháp ngày hôm nay nha. Những dịp dịp á, nên gọi là không gõ tay nghêu. Sóng gió mấy niềm ưu đồ hết luôn, mấy em nhỏ lụi sọ cả nhà, sóng ưu đồ hết luôn á. Rồi ta tổng kết lại thành quả mấy niềm ngày hôm nay nha. Có ghẹ này cả nhà, ghẹ này đồ lớn hôm nay thì Pháp cũng được một bị đây. Bị những con hàng đắt tiền á, sò dương đồ á cả nhà, được một bị. Một xô đồ sò Thái đồ này, sò Thái ốc mỡ điệp bay này. Đây mọi người một xô xô nha. Sò thì Pháp cũng được một bao này, được một bao sò. Hỏi anh thì được một bị. Đó, ốc tương có tương nào đó. Ngày hôm nay nha, Pháp có được một con nghỉ rất là to luôn, con nghỉ đây 100 mấy chục ngàn nữa cả nhà, nghỉ loại 1 to chà bá luôn.